Ok, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình Linh tiếp tục đi ra cái bãi hoang này để kiếm cái cá mọi người nhá. Đây là cái bãi hoang đang cạn nước mọi người ạ. Đấy, mấy này rút nước mạnh quá. Đây là cạn dốc rồi này mọi người. Đây, mấy anh em đây kiếm cái chạch. Mùa này đang là mùa chạch đi kiếm ăn không mọi người. Đấy, ủi đây có rãnh này. Đây. Ui rãnh này to không? Đấy, ui. Có cá sao không? Có không? Tôi thấy quậy mà. Ừ đây rồi. Tôi thấy đây rồi. Đấy, ui. Quậy. Thấy quậy to lắm này. Xấu cơ. Có thế lặn xuống dưới mà. Ui xấu đấy nhỉ. Ui, cái tưởng lông thế mà xấu đấy nhỉ. Chắc nằm ở dưới rồi. Đây. Nhiều bèo, nhiều rong muống à? Thế ở dưới rong muống rồi, chắc rút dưới muống rồi. Đây rồi. Đâu? Đây em số. Ui số. Để em số. Cũng ổn đấy nhỉ, con này cũng to ấy nhỉ. Không, tôi nghĩ đấy, tôi nghĩ vừa nhìn con to lắm mà, tôi nghĩ quậy to lắm. Đấy, đằng sau chân luôn. Ui dồi ôi, chép. Ui, đấy, bảo ngang. Bảo con to mày. Con to. Đây rồi. Đâu? Đâu? Ui này, con nữa này. Đây con nữa. Đây đây. Đây tôi. Đấy. Thôi không bỏ ra, không bỏ. Ui trắng không. Nhây. Ui đi bẹn nhiều quá nhỉ. Đúng không? Chứng tỏ đâu đâu vào đâu. Nhây, chứng tỏ nó rút nước nó xuống đây hết nhỉ. Chắc ở đâu á? Chắc ở trên này xuống rồi. Trên này xuống rồi. Đấy, con nữa này. Qua liền ngay mà. Đây. Qua liền ngay mà. Quá. Đúng rồi, trên cái bãi này xuống. Chắc cái bãi này rút nước phát là nó xuống đây nhỉ. Trông húm này thế mà sâu phết nhỉ, tưởng lông. Lúc đầu nhìn tưởng lông cơ. Ui. Đấy, bánh mỗi tí được 3 con, 4 con mọi người, cả chuối này. Nhưng bỏ nhiều nhỉ. Đâu? Đây. Đâu? Đây bên này. Đây. Đây rồi, đây rồi. Ui, cả con gì cơ? Dù ta. Dù ta nhắn đâu. Vừa thấy chạy sang này rồi. Chạy sang bên này này. Ui bốn em. Trời con. Trời con. Ấy. Đâu? Đây con nữa. Đây rồi. Nào được không? Ui toàn chấm ngon vậy. Trời con. Ừ, thôi. Ếch tôi không ăn.
Ui, vẫn còn nữa. Đây rồi. Cho ông vật đây. Đây ông vật đây. Tôi bắt. Ui, con này to lắm. Ui. Con này phải hơn cân. Con này to lắm. Ui, ông ơi, vật. Con này hơn cân rồi. Ui dồi ôi, sợ nhỉ. Đây. Ui dồi. Ui lổ lên luôn này. Mày em nữa rồi. Ui con này. Ui sao con này sợi. Đánh nhau sao. Sao màu hống nhỉ. Ừ. Cố. Ừ, cho này sâu mà. Hình như vẫn còn sao rồi. Đây. Còn. Đây, tôi thấy vẫn còn cấy tăm sao đây. Đây rồi. Đấy, ui xời bảo rồi. Đấy. Vẫn còn mẹ cấy tăm mẹ. Đây, cho xong. Ui, con này cũng to không? Con này to lắm. Ui, mắt không? Vẫn còn hay sao? Ui, thấy quậy kinh nhá. Hả? Thấy quậy kinh nhá. Ừ. Thấy lao kinh ở đây ra rồi nhỉ? Ừ, xuống. Ừ. Đàn đàn cá. Ừ. Ui, sâu đấy cơ. Tôi đóng luôn. Ừ. Ui, dù to lại. Đấy, bảo đúng tôi đồng. Em tôi đồng to lắm. Ừ, ngon này. Ngon. Nhạc. Ừ, chục con này là được bữa canh ngủ. Nhạc. Chục con này đâu nhỉ? Năm hố. Lồng cái gì?